Hotstore Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Dạ vâng ạ, trong quá trình bán hàng từ tháng 4 năm 2022 đến thời điểm này thì chúng tôi đã trải qua được một nửa năm rồi. Và thực sự là chúng tôi gặp rất nhiều câu hỏi liên quan đến gốm Đồng Nai, bởi vì quả thật là quá nhiều quý vị khán giả chưa biết về gốm Đồng Nai. Rất nhiều câu hỏi đặt ra với chúng tôi là gốm Đồng Nai là gốm ở đâu? Gốm Đồng Nai có phải là gốm Phù Lãng hay không? Gốm Đồng Nai có phải là gốm Bát Tràng hay không? Và gốm Đồng Nai có phải sản xuất ở Bắc Ninh hay không? Dạ vâng, rất nhiều câu hỏi xoay quanh về gốm Đồng Nai. Vậy thì trong video này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn cũng là lời giải đáp của Voxcom gửi tới quý vị và các bạn về gốm Đồng Nai, quý vị ạ. Gốm Đồng Nai được sản xuất ở Biên Hòa, Đồng Nai, xuất hiện từ thế kỷ thứ 20 và gốm Đồng Nai thì được sản xuất theo cách làm thủ công của người Hoa cũ, làm gốm của người Hoa để tạo ra một dòng gốm đặc trưng với nhiều nét đặc. Làng gốm Đồng Nai nằm dọc theo ven sông Đồng Nai, tập trung tại các phường Tân Vận, Bửu Hòa, hai xã Tân Thạnh, Hóa An. Làng gốm Đồng Nai hiện có hơn 100 cơ sở sản xuất gốm sứ lớn nhỏ. Nhưng làng gốm Đồng Nai thực sự phát triển mạnh mẽ kể từ khi nhà nước đưa ra các chính sách đổi mới và có các chủ trương phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Tính đến nay, hầu hết các sản phẩm gốm Đồng Nai đều được sản xuất phục vụ việc xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và châu Âu. Vậy thì quy trình sản xuất gốm Đồng Nai có khó không? Và quy trình như thế nào mà có thể tạo ra các sản phẩm gốm đẹp với màu sắc bóng đẹp, chất lượng cao như vậy? Thì quý vị hãy cùng đến quy trình sản xuất gốm Đồng Nai với Postcom. Nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất ra gốm Đồng Nai là đất sét trắng, đặc biệt là các loại đất sét ở khu vực Bình Phước. Đất sét khi lấy về được đem làm nhão hoặc hóa lỏng. Sau đó đất sét hóa lỏng được in lên khuôn hoặc là rót vào khuôn làm bằng thạch cao, đem phơi nắng để mẫu gốm bốc hơi và dán trở lại. Khi tháo khuôn làm gốm ra, ta sẽ có bán thành phẩm. Bán thành phẩm này tiếp tục được phơi nắng cho đến khi khô ráo hoàn toàn mới đem tiện để loại bỏ hết các phần thừa. Tiếp theo, chúng được trau chuốt lại cho láng và được các nghệ nhân thợ làm gốm khắc các hoa văn họa tiết các hình ảnh lên bán thành phẩm rồi đem chấm men trước khi đem nung. Khâu chấm men là một khâu rất quan trọng trong quy trình sản xuất bất kỳ loại gốm nào. Yêu cầu chấm men là phải làm sao chấm cho quen tay và đều tay, nếu không thì khi nung trong lò sản phẩm sẽ bị méo mó, biến dạng. Chất men cũng có vai trò rất là quan trọng bởi vì chất men xấu sẽ ảnh hưởng lớn tới tính mỹ thuật của sản phẩm. Nếu quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy gốm Đồng Nai có sự khác biệt lớn với gốm Bát Tràng, gốm Thổ Hà. Màu men của gốm Đồng Nai với những màu xanh, đỏ, tím, vàng tạo nên đồ gốm rực rỡ khác với vẻ đẹp của màu men xanh lam, xanh ngọc hay men dạng, đồng thời giúp gốm có vẻ đẹp thâm trầm của gốm cổ truyền miền Bắc. Bên cạnh đó, men gốm Đồng Nai có điểm khác biệt nữa là sớm dùng men hóa chất, không dùng loại men đá như gốm Thổ Hà, Bát Tràng. Quy trình nung gốm Đồng Nai cũng rất là quan trọng bởi vì khi chúng ta nung đủ nhiệt độ, nung đủ thời gian thì sẽ ra được dòng gốm đẹp với màu men bóng và bền như thế này. Thì theo kinh nghiệm của nhà lò trước đây thì các nhà lò Đồng Nai sẽ nung bằng củi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mọi người đều nung bằng lò ga vì với mục đích là bảo vệ môi trường, và đồng thời nung bằng lò ga thì chúng ta có thể đảm bảo canh được lửa tốt hơn. Và như quý vị thấy thì để ra lò được một chiếc chậu gốm Đồng Nai như thế này thì nó đã phải ở trong lò nung từ 24 đến 36 tiếng đồng hồ rồi cho ra ngoài thì mới được một màu men như thế này. Và như Postcom vừa trình bày rằng màu men rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của gốm. Ví dụ như là gốm mà chúng tôi đang chỉ tay vào đây là dòng gốm Đồng Nai với giá thành rất là thấp thì bao giờ màu men trông cũng sẽ không được tinh xảo và sắc nét bóng giống như là màu men của gốm Hoàng mà chúng tôi đang chỉ tay vào đây. Và đến với Postcom thì quý vị yên tâm rằng là chúng tôi luôn tư vấn sản phẩm rất là thật. Men như thế nào, gốm tốt, gốm của lò gốm nào, chúng tôi luôn trả lời rất thành thật với quý vị và các bạn. Vì thế quý vị muốn tìm hiểu thêm về gốm cũng như là muốn mua thêm bất kỳ sản phẩm gốm nào của Đồng Nai thì hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0966 061033
Và có một tin vui nữa mà chúng tôi muốn dành tới quý vị và các bạn là thời gian tới chúng tôi sẽ sưu tầm thêm gốm Phù Lãng, gốm Bát Tràng để gửi tới quý vị và các bạn. Dạ vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào!